ta sẽ có phần tham gia giao lưu nghệ thuật và chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận thấy điều tuyệt vời. Và ngay bây giờ thì nhà trường muốn kết nối cho tất cả các thành viên trong đoàn của chúng ta, đó chính là chúng ta sẽ cùng nâng ly lên và xô một cái thật lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết nào. Tất cả các anh chị chúng ta đang ở vị trí những bàn tiệc sắp đầy với những ly bia, những ly rượu, những ly nước ngọt, và chúng ta sẽ cùng vui lòng đứng dậy để cùng hô vang thật lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết của công ty SCI của chúng ta. Nào tất cả các anh chị chúng ta đứng dậy xin mời. Ok, đánh tay của tất cả các anh chị đâu ạ? À? Em muốn thấy được sự nhiệt tình, sự nhiệt huyết của tất cả các anh chị. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nâng ly lên và hô vang thật lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết cho sự thành công trong kỳ lần này, được không ạ? À? Nào bây giờ tất cả các anh chị chúng ta nâng ly lên xin mời. Ok các anh chị ơi, và hãy gia đình nhớ chị ơi, sẵn sàng chưa hả? Thay đâu thay đâu, đi đâu đi đâu, một hai ba, hai ba, hai ba. Và xin chúc cho tất cả chúng ta sẽ cùng chúc tuyệt vời nhé, và cùng hết nhé. Nhưng bây giờ thì chúng ta cùng cảm nhận với những ai đang rồi.